Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Như tiêu đề của video này thì chúng tôi có một câu hỏi đến từ một vị khách hàng, đó là anh đang có một khoản ngân sách từ 1,4 đến 1 tỷ thì anh nên lựa chọn một chiếc đồng hồ Patek Philippe nào. Anh đang phân vân giữa hai bộ sưu tập, một là Grand Complication lịch vạn niên và một là một chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Complication với chức năng Chronograph. Thì để dẫn chứng cho cái video này thì chúng tôi hiện tại đang có hai chiếc đồng hồ. Một là một chiếc Patek 5140R với chức năng lịch vạn niên. Thứ hai là một chiếc đồng hồ Patek Philippe Complication với chức năng Chronograph. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu chúng ta được cái gì và chúng ta thiếu gì với hai chiếc đồng hồ, một chiếc lịch vạn niên và một chiếc Chronograph này các bạn nhé. Đầu tiên thì hai chiếc đồng hồ này có hai mức giá hoàn toàn khác nhau. Và bộ sưu tập nó cũng đã nói lên tất cả. Grand Complication với Patek 5140 nó là một cái gì đấy tạm dịch ra nó rất phức tạp, Grand Complication. Còn chiếc đồng hồ Complication này nó chỉ được coi là phức tạp thôi. Thì chiếc đồng hồ lịch vạn niên lúc nào cũng được xếp trong bộ sưu tập là Grand Complication. Còn Chronograph với lịch thường niên thì chỉ ở mức độ là phức tạp thôi. Chiếc đồng hồ 5140 này thì có mức giá là 82.000 USD. Còn chiếc 5905 Chronograph này mức giá chỉ khoảng tầm 67.000 USD mà thôi các bạn ạ. Tức là ngay từ mức giá đã chênh nhau khoảng 15 đến 17.000 USD rồi. Tuy nhiên thực tế thì sao? Thực tế khi giao dịch thì ở ngoài thị trường thì sao? Thời điểm chúng tôi đang nói đó là thời điểm tháng 4 năm 2020. Thời điểm này thì chắc hẳn các bạn cũng biết chúng ta đang ở trong một cơn đại dịch toàn cầu rất là nguy hiểm. Thì hai chiếc đồng hồ này hiện tại có mức giá giao dịch chỉ khoảng trên dưới 60.000 USD cho hai chiếc đồng hồ mới các bạn nhé. Chúng ta có thể nhìn thấy được chiếc 5140 và chiếc 5905 này, đầu tiên đó là chênh lệch về lớp vỏ. Chiếc đồng hồ 5140 này thì chỉ có đường kính hơn 37mm thôi, còn chiếc 5905 này thì lên tận 42mm. Chênh lệch 5mm với đồng hồ nó là một khoảng cách rất là lớn các bạn. Vì từ một chiếc đồng hồ từ 40 lên 42 thôi nó đã khác rồi, chứ đừng nói là 37 lên 42. Tại sao tôi lại nói đến vấn đề là những người sưu tầm và có kiến thức về đồng hồ lại yêu thích và lựa chọn chiếc đồng hồ Patek lịch vạn niên này? Bởi vì Patek lịch vạn niên đến ngày hôm nay nó đã là một cái gì nó là di sản rồi các bạn. Tức là chúng ta khi mà ngồi chung một bàn với những người mà đam mê và hiểu về đồng hồ thì người ta luôn luôn đánh giá cao chiếc 5140 hơn chiếc 5905 này. Bởi vì sao? Vì là Patek lịch vạn niên nó là một cái gì đấy rất là cao, nó là ở tầm trên rồi. Và kể cả là khi tôi đi đấu giá tôi được gặp những collector, họ luôn luôn săn lùng những chiếc Patek lịch vạn niên để họ collect. Đó, chúng ta sẽ được gì với chiếc đồng hồ 5140 này? Một chiếc đồng hồ mỏng này. Đầu tiên là mỏng, dáng tay càng, tất cả các đánh bóng rất là đẹp mắt. Thì tôi sẽ không review cái chiếc đồng hồ này, nhưng chúng ta nhìn được tổng thể của chiếc đồng hồ này nó rất là cổ điển và thanh lịch, đúng không các bạn? Các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ, đấy, rất là cổ điển và thanh lịch, lớp vỏ vàng hồng nữa. Thì như các bạn đang thấy phía đằng sau đáy của chiếc lịch vạn niên này 5140 này là đáy kính sapphire. Nhưng mà đấy đã phải là tất cả chưa? Chưa. Chúng ta sẽ được trang bị thêm một cái đáy kín. Chúng ta có thể đem ra hãng để nhờ những kỹ thuật viên thay cái đáy đặc này vào cái đáy kính sapphire này. Cái đáy này hoàn thiện rất là đẹp mắt. Với chất lượng thì tất nhiên là độ hoàn thiện rất là cao rồi, và được làm hoàn toàn bằng vàng, vàng hồng. Đây là một cái cây chọc. Cái cây chọc này để tinh chỉnh lịch vạn niên. Chiếc 5905 cũng sẽ có một cái cây chọc này, nhưng là để tinh chỉnh lịch thường niên. Đó. Trên tay chiếc đồng hồ này thì tôi cảm giác rất là nhẹ nhàng, rất là phù hợp với những bác tay mặc xuôi. Cái chiếc đồng hồ nó sẽ ẩn ở dưới phía dưới của cái cổ tay áo. Đó. Ngoài ra khi lật lên có một khóa hoa thị rất là mê mẩn. Vậy thì chiếc 5905 này thì sao? Đây là một model mới nhất năm 2019, Peugeot 2019, được coi là một trong những chiếc đồng hồ mới nhất được ra mắt của Patek. Lớp vỏ vàng hồng này với mặt số chocolate này và lịch chức năng là lịch thường niên. Các bạn có thể nhìn thấy được. Nói về dáng tay càng các bạn nhìn thấy không ạ? Chiếc đồng hồ này rất là dày về chức năng Chronograph lịch thường niên. Đó, nhưng phải công nhận một điều đó là cái dáng thiết kế này được gọi là dáng thiết kế mới của Patek, giống với những cái phiên bản năm 2005 với dáng tay càng hai bên thân được khoét và ôm vào đeo lên thì nó nhìn nó khá là hoành tráng. Đó, bạn nhìn nếu lên tay nó nhìn từ trên xuống rất là đẹp mắt. Tuy nhiên là một nhược điểm nếu mà mặc suit nó là nó không thể ở dưới ở cái lớp cái cổ tay áo của chúng ta được. Lúc nào nó ở phía bên ngoài, nó hơi sâu ỏ. Với những nhà sưu tầm hay những người đeo đồng hồ ghét kín đáo thì họ thường đeo những chiếc đồng hồ mỏng và có thể ẩn cái cổ tay áo của họ. Vậy thì chúng tôi có lời khuyên gì tới vị khách hàng? Không quan trọng là cái budget 1,4 đến 1,5 tỷ anh sẽ lựa chọn chiếc đồng hồ nào, mà quan trọng là anh đang tìm kiếm chiếc đồng hồ nào phù hợp với mình. Về tính năng xem giờ nhé, về tính năng chức năng cơ bản chiếc đồng hồ là xem giờ, thì chiếc đồng hồ 5140 này xem giờ rất là khó. Bởi vì sao? Thứ nhất là đường kính nhỏ, thứ hai đấy là những cái đồng hồ phụ ấy, hiển thị ngày rất là khó để theo dõi, yêu cầu là chúng ta có một thị lực tốt. Còn chiếc đồng hồ 5905 này thì sao? Đường kính lớn, hiển thị giờ rất là rõ ràng, kể cả là lịch thường niên được phân bố ở trên góc 12 giờ của chiếc đồng hồ cũng được in to rõ ràng. Đấy, thế nên là nếu như chúng ta đánh giá về mức độ dễ xem giờ lịch thì chiếc đồng hồ lịch vạn niên 5140 này tôi chỉ đánh giá ở 3 đến 4 điểm thôi, thang 3 đến 4 điểm thôi. Còn với chiếc 5905 này thì mức độ rõ ràng, xem giờ, ngày, thứ, tháng, vân vân, tôi sẽ đánh giá ở 9 điểm. Hai chiếc đồng hồ này thì có thời lượng cót là xem nhau. Một chiếc 5140 này thì 48 tiếng và chiếc 5905 này thì dao động từ 50 đến 55 tiếng, tùy thuộc vào bạn muốn Chronograph hay không. So với mặt bằng chung như Rolex hay AP, những cỗ máy của họ hiện tại bây giờ nâng cấp lên 70 tiếng thì đây là một cái điểm hạn chế của Patek. Đây là một điểm hạn chế mà tôi nghĩ là Patek có thể sẽ nâng cấp trong thời gian tới. Đó. Cuối cùng thì chúng ta hãy đánh giá đến cái vấn đề mà nó rất là quan trọng, đó chính là vấn đề về kinh tế. Vậy thì chiếc đồng hồ 5140 này khi chúng ta mua ở trong phân khúc khoảng trên dưới 60 ngàn thì chúng ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu so với mua mới? Nó sẽ tiết kiệm được khoảng 600 triệu Việt Nam đồng so với giá hãng retail, đó là giá mặt bằng chung, mặt bằng ở thị trường so với giá hãng. Tuy nhiên là chiếc đồng hồ này đã dừng sản xuất các bạn ạ. Vậy nên là việc mua được mới chiếc đồng hồ này rất là khó đấy, đã dừng sản xuất, chuyển sang model lớn hơn với lịch vạn niên là 5327. Còn chiếc đồng hồ này thì sao? Rẻ hơn giá, có mức giá ở ngoài thị trường nó thấp hơn một chút, chỉ khoảng tầm 180 triệu thôi. Thì hai chiếc đồng hồ này về kinh tế thì rõ ràng là chúng ta cũng sẽ tự đánh giá được. Vậy thanh khoản thì sao? Hai chiếc đồng hồ này nếu mà đánh giá ở cùng một thời điểm chúng ta mua và chúng ta cùng bán sau một thời điểm tình trạng tương đương như nhau thì đương nhiên là chiếc 5905 này sẽ giữ giá hơn so với chiếc 5140 này. Nếu là tôi sưu tầm thì tôi sẽ chọn sưu tầm một chiếc đồng hồ 5140 để đã qua sử dụng. Đó là nếu là cá nhân tôi. Đó thì tôi sẽ chọn một chiếc 5140 đã qua sử dụng với mức giá hợp lý. Nó sẽ là một cái di sản với Patek lịch vạn niên, nó hơn là một chiếc đồng hồ, nó là di sản. Nó có thể giữ lại được đến những cái giá trị đến những thế hệ mai sau, 2-3 thế hệ sau. Đó, thì tôi sẽ lựa chọn chiếc đồng hồ 5140 này. Còn nếu để đeo hàng ngày đi làm việc, làm việc hàng ngày này thì tôi sẽ lựa chọn một cái thiết kế nó rất là khỏe khoắn, nó ở giữa cái Sportwatch và Dresswatch, đó chính là chiếc 5905. Và đây cũng là cuối của video này rồi, thì trong khoảng ngân sách là 1,4 đến 1,5 tỷ thì các bạn sẽ lựa chọn chiếc đồng hồ nào? Siêu phức tạp Grand Complication với chức năng lịch vạn niên hay Chronograph với chức năng lịch thường niên? Hãy comment ở phía bên dưới video này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.